Tổng thống Macron, ông Putin muốn kéo dài xung đột Ukraine. Tổng thống Pháp Macron cho rằng ông Putin đang hy vọng về một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine và tin rằng thời gian đang đứng về phía mình. Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN của Mỹ hôm 23 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine sẽ rất quan trọng trong việc đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bàn đàm phán. Tôi nghĩ mục đích của cuộc phản công này là đưa Nga trở lại bàn đàm phán với những điều kiện rõ ràng có lợi hơn cho Ukraine, ông Macron nói. Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga có sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ hay không, ông Macron cho rằng điều này là có thể nếu cuộc phản công của Ukraine mang đến thay đổi lớn trên cục diện chiến trường. Ưu tiên của ông Putin là một cuộc chiến lâu dài bởi tôi nghĩ ông ấy chắc chắn thời gian đang đứng về phía Nga, lãnh đạo Pháp nói thêm. Tổng thống Pháp đã tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine trước và trong những tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Hiện tại tôi không có lý do gì để gọi cho ông ấy, Tổng thống Macron nói khi được hỏi liệu có gọi điện cho Tổng thống Putin lần nữa hay không, song khẳng định sẽ nhận cuộc gọi từ người đồng cấp Nga nếu ông ấy có đề xuất gì đó. Điện Kremlin hiện chưa phản hồi về phát biểu của Tổng thống Pháp. Ukraine tung các lữ đoàn do NATO huấn luyện cùng vũ khí phương Tây vào đợt phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Giới chức Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công thành công một phần và tái kiểm soát 8 làng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Bradley. Các quan chức Nga ngày 22 tháng 6 cho biết sau hơn 16 ngày chủ động tiến công, quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể và phải giảm hoạt động để tái tập hợp và tái trang bị. Họ nói Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng nhiều xe tăng. Thiết giáp trong nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ phòng tuyến của Nga. Một số chuyên gia cho rằng Nga muốn kéo dài giao tranh để chờ phương Tây mệt mỏi với việc hỗ trợ Kiev. Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định họ muốn hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch, cáo buộc phương Tây, xúi dục Ukraine không ngồi vào bàn đàm phán. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.